mùng 7 tháng 10, lễ kính Đức Mẹ Mân Côi. Chúng ta hãy noi gương mẹ, sống đời môn đệ như mẹ đã thể hiện trong biến cố truyền tin. Mẹ đáp lại lời sứ thần: Này tôi là tôi tớ của Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời Ngài truyền. Phúc âm cho Thánh Luca chương 1, câu 27 đến 38 đã kể lại biến cố truyền tin như sau. Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành ở miền Galilea gọi là Nazareth để gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, con cháu nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà cô và nói: Kính chào bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Nghe những lời ấy, cô hoảng sợ và tự hỏi không biết lời chào ấy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Này bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên cho là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và thiên hạ sẽ gọi người là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và vương quyền người sẽ vô cùng tận. Cô Maria thưa với sứ thần: Làm sao có chuyện ấy được, vì tôi không biết đến người nam, không biết đến chuyện vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ che chở bà. Vì thế, hài nhi sắp sinh ra sẽ được gọi là Đấng Thánh, là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đã thụ thai. Một người vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Bấy giờ cô Maria nói: Vâng, này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý vị và các bạn thân mến, ơn gọi Kitô của mẹ được công khai hóa với lời chào kính của sứ thần. Hãy vui lên, hãy đứng đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Mẹ được sứ thần cho biết ý định Thiên Chúa muốn chọn mẹ cho một sứ mạng cao cả. Phản ứng đầu tiên của mẹ là bối rối lo sợ. Thánh Kinh luôn dùng từ ngữ này để diễn tả phản ứng của con người trước sự mặc khải của Thiên Chúa, trước lời mời gọi của Ngài cho một sứ mạng đặc biệt. Nghe lời sứ thần chào kính là đứng đầy ơn phước. Mẹ Maria có linh tính báo trước là sắp phải dấn thân vào một công cuộc quan trọng, một sứ mạng cao cả. Mẹ bối rối lo sợ vì ý thức sự thấp hèn của mình trước mặt Thiên Chúa và vì không thấu hiểu được phải thực hiện sứ mạng đó như thế nào. Bất ngờ, cuộc đời mẹ như được biến đổi hoàn toàn ngoài những dự tính trước. Khi gọi ai, Thiên Chúa muốn người đó thực hiện chương trình Ngài muốn, chứ không phải thực hiện điều ưng ý riêng của người được gọi. Sau khi được sứ thần bộc lộ ý định của Thiên Chúa, mẹ Maria thắc mắc hỏi, làm sao việc đó có thể xảy ra được? Mẹ thắc mắc vì muốn có một quyết định đầy ý thức và tự do. Công cuộc mới, sứ mạng quan trọng, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định sáng suốt, với hết sức tìm hiểu có thể. Mẹ Maria đã không coi thường lời Chúa, không có thái độ lơ là với điều sứ thần vừa loan báo và chờ mẹ trả lời. Mẹ lắng nghe và muốn tìm hiểu thêm, mẹ đã thắc mắc và Thiên Chúa không lấy làm phật ý vì sự thắc mắc này. Trái lại, Ngài đã thực hiện một dấu chỉ chuẩn bị và để cho sứ thần giải thích và dùng dấu chỉ đó để chứng thực. Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà
và quyền năng của Thiên Chúa sẽ bao phủ lấy bà. Thiên Chúa có đủ quyền năng để bù đắp cho sự thấp hèn của con người được Ngài chọn. Sự yếu hèn của con người biểu lộ rõ ràng quyền năng của Thiên Chúa. Con người yếu hèn, nhưng Thiên Chúa lại cần đến sự yếu hèn đó, cần có người cộng tác để thực hiện chương trình Ngài muốn. Ý thức những yếu hèn và giới hạn của mình, mẹ Maria đã thưa vâng, và từ đó suốt cuộc đời mẹ là một sự thưa vâng liên lỉ. Cuộc đời mẹ từ đó tùy thuộc hoàn toàn vào thánh ý Thiên Chúa, như người tôi tớ hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của chủ. Mẹ ý thức rõ ràng, từ nay Thiên Chúa là đứng hoạt động trong mẹ và nhờ mẹ. Thái độ tuân phục và cộng tác hoàn toàn với chương trình của Thiên Chúa là một mẫu gương cho chúng ta, là những đồ đệ của Chúa Kitô. Người đồ đệ không kiêu ngạo, tự phụ, gắn cho mình những công nghiệp để đòi quyền lợi này nọ. Này là tôi tớ Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời Ngài truyền. Chúng ta là những tôi tớ, chúng ta chỉ làm những gì phải làm mà thôi. Lạy mẹ Maria, người tôi tớ luôn trung thành của Chúa, mẹ đi trước trên con đường theo Chúa để nêu gương khuyến khích chúng con. Xin mẹ giúp chúng con sống tuân phục thánh ý Thiên Chúa, để đóng góp phần nhỏ bé của mình vào chương trình mang ơn cứu rỗi, niềm vui và an bình đến cho anh chị em xung quanh. Amen.